Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay là anh em mình nhận được một cuộc gọi từ trên Hà Nội nhé mọi người nhé. Thì anh em mình là đang ở Nam Định ấy. Hôm nay mình về nhà, mình ở quê Nam Định nhé, quê hương mình ở Nam Định. Thì có một anh chị ở trên Hà Nội hiện là rắn nó cắn thì anh em mình gấp rút đi làm thuốc để cứu nhá. Bây giờ là người ta đang bắt taxi từ Hà Nội về mọi người nhé. Thì mọi người nhớ đón xem cái video của anh em mình nhá. Giờ bắt đầu là làm thuốc mọi người ạ. Đây là anh em mình đang dã thuốc kiểu đợi người ta đến ấy. Thì anh chị ấy kiểu như là bắt rắn hổ mang ấy, thì là không cẩn thận thế là bị nó cắn vào tay, thì là kiểu như lên bệnh viện người ta cũng không kiểu như người ta bảo kiểu như là nó đấy, kiểu người ta giả về ấy, mà tay chân là nó sưng vú đen hết lên rồi. Giờ anh em mình đang làm thuốc kiểu để chữa, kiểu như sợ vứt cái bàn tay của anh ấy đi thì là nó phí quá, nên là người ta đã nhờ thì anh em mình giúp mọi người nhá. Mọi người đây, mọi người nhá, thuốc đây anh em mình dã trực tiếp luôn nhá. Cái này là dã trực tiếp luôn mọi người. Dã trực tiếp chứ không có xay hay là không có đi gọi là bừa được mọi người nhá. Cái này không phải là làm bừa đâu mọi người nhá. Tí nữa mình cho người ta uống trực tiếp luôn. Thì mọi người bảo là anh em mình kiểu như là đi lừa hay là thuốc giả vờ hay là gì, tí nữa người ta đến đây thì mình sẽ cho mọi người xem trực tiếp nè. Cánh tay của người ta bị cắn luôn. Cả cánh tay người ta bị cắn luôn. Nhiều lúc là anh em mình không quay video là sợ, nói chung là nhiều ông thầy bảo là anh em mình vớ vã vẩn, nhưng mà hôm nay là sẽ làm một cái video thật, gọi là trực tiếp cho mọi người xem luôn. Đúng là mình không muốn làm video này đâu, bởi vì mình nhiều người người ta cứ bình luận, người ta bảo mình là đóng video ấy. Đúng rồi. Video ấy. Hôm nay thực tế là anh em mình sẽ làm mọi người xem. Để cho mọi người khỏi nói nữa. Còn là mỗi thầy mỗi cách chữa khác nhau mọi nhá, nên là không ai giống ai cả, nên là mọi người xem video nên là mọi người cứ bình luận cho anh em mình là kiểu như nào, anh em mình sẽ đến anh em mình giúp mọi người ạ. Đây mọi người nhá, thì cái anh ở trên Hà Nội thì bây giờ anh xuống đến nhà mình rồi mọi người ạ. Đây. Bắt taxi để cho người ta lên. Anh bị con hổ mang nó cắn nhá, thì anh bắt taxi để. Đúng rồi, mang rồi. Cắn vào tay. Thế con này nó cắn anh đúng không? Con này nó cắn nó chết rồi. Thế này mà bảo anh còn nước. Con này con hổ mang mà. Hổ mang. Nó bành đi như. Hổ mang nước đâu? Hổ mang bành như ai gọi là hổ nước. Con hổ bành. Chụp làm gì? Anh hơi nhiều đấy, anh bắt này anh hơi nhiều đấy. Nhiều người nó đi cả ngón tay rồi. Đâu, nó đang trườn này. Thế nó rút đầu xuống rồi của mình thấy chân mình giận phát. Bắt đây là cầm đi này, đang cầm đi ngang đường ấy, thì là cái răng nó mới chạm vào. Không là tôi quay tầm 1 cân thôi. Được cân thì cân rồi đấy, cả tải mới được 1 cân. Đấy nó chữa tránh đi. Đây em ơi, vào đây anh có bố lấy cho con kia. Thuốc này em đã chụp khá thì như vậy đấy. Đấy có lúc ấy đâu. Chú chị bị chú có sẵn luôn. Đấy, quay cái vết tay của anh em, quay với cái tay của anh bố này. Ui, sưng. Quẹt. Chắc cái này là quẹt thôi đúng không Việt? Quẹt răng năng. Nó quẹt cái răng của tôi. Đây là cái thé răng kia kìa. Cái răng nó quẹt vào, thôi này. Vẫn bị độc ít. Độc ít nó kiểu nó quẹt vào thôi chứ phải là nó cắn. Cái này mà cái này không chữa được, cái nào chữa đâu vẫn mất tay. Thối. Nó thối cái này là cắt con tay, cắt bàn tay, cắt hết một cả một cái bàn rồi. Đấy nó chạy hẳn lên trên đây rồi, chạy hẳn lên trên này. Đây này là cái này nhanh nó vào đây đâu này. Cái này mà nếu mà không có thuốc thì chỉ 2 ngày nữa nó bắt đầu nó cái này là thối. Thối ra dần nó ăn cả răng. Cái này nó nhưng mà nó vừa cắn là còn hay cắn vào nào. Cắn hôm qua. Cắn qua. Vâng. Nên nó gặp cái kia. Vâng, nó gặp cái kia. Là anh chị ở chỗ nào ạ? Trên nào chỗ nào? Nhà tớ ở Long Biên. Anh ở bên Việt Hưng Long Biên ạ. Mọi người nhá, thì anh ở trên Hà Nội, anh bắt xe anh cứ về từ sáng giờ về nhà mình thì giờ bắt đầu chữa cho anh nhá. Nào mời anh em lên nhà chơi. Đây rắn nó đeo mắt được đầy. Cho nó mát này chị. Túi. Cái này anh dã cái gì anh cho ta? Đây là cái gì nhỉ? Cái đu đủ. Chữa đu đủ à? Chữa đu đủ. Trời ơi, không ngờ con rắn to như thế. Kia bọn em một túi đầy đầy này. To hơn đây. Anh rửa tay rồi, rửa khoai tay đi. Đấy, mấy cái bóng gan nữa. Anh bây giờ rửa qua tay đi nhỉ? Có hổ to như này. Đây đá chườm đây. Rửa ấy qua tay cho anh đi. Đây đá chườm đi. Sao trên Hà Nội cho đấy trên này cũng hổ to nhỉ? Nhiều chứ. Ngoài đồng. Ngoài ra đây. Nó có chứ. nhiều nơi cũng có là bình thường. Vừa vừa này. Đây. Cái này. Rồi đây không, này không anh trộn nữa, anh đổ hẳn xuống, anh trộn nước vào, anh khuấy thì anh nọc vào ca luôn. Đủ làm sao bữa uống trà với bữa tối. Để chai cho anh. Ôi dại xuôi giáp rông rồi, mưa nơi. Uống đi, uống nó cái giải độc lòng. Uống lên giải hết độc ở trong người ra. Thì cũng uống nó cái giải độc thôi chứ còn không uống thì nó. Cái này mình đi viện nó chỉ là cho mình thuốc kháng sinh thôi. Đấy. Viện lấy thuốc kháng sinh nên bắt tiền tay. Đấy. Tối thứ thịt này, mất cánh tay. Cái này không đùa rồi. Đây anh uống cái này cho em đi. Uống hết luôn nhá. Cái này là của đáng của đấy. Nam đấy uống cả. Đắng mình uống. Ngày chiều nó hết mà. Còn đắng mình uống đâu mình ạ. Đắng. Không sao thì cái chai không để được mà cái này cho tí ngoan phải. Là mời anh em lên đấy làm bữa gà Đông Tảo. Đó. Có gì thì em mới lên được. Lần này mấy em mua mới về Nam Định chứ không thì mấy tay thế nào có lại ngoài không? Đấy cái khăn cuốn không? Không đây đây đây. Để cho cái này tiếp này. Cú tay. Có tay xuống. Những cái cuốn bám. Đây thì nói chung ở đây thì cũng là nước máy thôi, không là cho vào máy lọc mà nó ai. Đây nha mọi người nhá, thì mình vừa mới đắp thuốc cho anh rồi, thì thuốc là mình cho anh uống một điều rồi nhá mọi người nhá. Còn đây là cái điều để cho anh mang về mọi người này. Tối nay anh uống một điều thuốc này nữa nhá. Thì chị có thể giới thiệu với em là từ lâu đấy không? Chị là Nguyễn Phương nhá. Hiện nay thì đang ở Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Thế đêm hôm qua ông chồng nó bị rắn hổ mang cắn. Thì may quá thì lại biết được địa chỉ nhà em Kiên và bố em là chú Phê. Và sáng nay đã gấp rút đi xuống Nam Định để nhờ gia đình để chữa giúp cái tay. Thì may quá thì đến đây thì chú cho được 2 liều thuốc uống và uống một liều rồi một liều mang về và đắp lá để chờ. Nếu không thì nếu không vận động thì cái tay này sợ là sẽ bị gối và sẽ bị liệt. Thế là vợ chồng chị của vợ chồng cháu rất là cảm ơn chú đây và anh Tiên mấy em ở đây cũng đã nhiệt tình giúp đỡ bằng cái tâm luôn. Thế là chúng là may mắn là cháu là may mắn gia đình cháu là đã đến đây đón tiếp và đưa đón từ ngoài kia ở đây và chữa cho vợ chồng cháu. Đây là chồng cháu em Phan Đình Thịnh. Anh cảm ơn bác có thể các anh. Các em ý tuổi. Thấy mọi người nhá thì nói chung là mình cũng đã năm non đánh rồi thì cảm thấy là ok rồi mọi người nhá. Thì mình thấy video đây xem nhớ like chia sẻ kênh cho anh em nhá. Nhờ tất cả mọi người nhá.